Rồi, con nói đi. Bốn ba làm sao nói thầy nghe coi nè. Dạ là hàm số biến thì em cho nó là phương trình là a diệt a nhân d trừ b nhân c lớn hơn không phải. Ok, là xong xong nữa. Dạ rồi sau đó là em tính ra là a nhân d là một nhân trừ m là trừ m rồi trừ cho b nhân c là ba trừ m trừ m trừ Trừ m à, trừ chỉ 3 có là là trừ trừ m trừ ba lớn không. Dạ là trừ ba ba đem đem qua qua là là vậy là có có là là em lớn hơn trừ trừ ba ba thầy. rồi. Minh Thư vô trễ quá Minh Thư nha, lần sau vô sớm với Minh Thư. Rồi xong xong nữa con. Dạ là chuyển ba qua là mình Rồi có đúng chữ rồi, bây giờ m lớn hơn ba là có. rồi thầy biết rồi, cái đó là kết quả rất là đơn giản. Thầy muốn còn cho còn cái nữa, trên khoảng, trên khoảng chứ phải trên thành khoảng xác định nha, nó khác nhau. Trên khoảng đó À, thì cũng là mình nghiệm, lấy cái m này mình mới tìm được mình sau cái nghiệm mẫu sao, cái nghiệm mẫu à... sao, cái nghiệm mẫu sao, cái nghiệm mẫu phải lớn không không thầy. phải, Ủa phải phải khác không? không phải. À, hàm số đồng biến nghịch biến trên một khoảng cụ thể thì đầu tiên là chữ đồng, chữ nghịch thì do a nhân d trừ b nhân c quyết định. Đồng thì lớn mà nghịch thì bé. Cái thứ hai nữa là gì? Đó là cái nghiệm mẫu không được thuộc vào khoảng của đề bài yêu cầu. Không được thuộc có nghĩa là nằm ngoài và luôn luôn có dấu bằng nha tụi con. À, như vậy nằm ngoài có nghĩa là nằm ngoài cái khoảng 1 đến dương vô cùng thì kết quả là bao nhiêu con? Nằm ngoài cái khoảng này có nghĩa là bao nhiêu? Nằm Ngoài ngoài cái cái khoảng khoảng 1 tới tới dương dương vô vô cùng cùng thì kết kết quả quả là là m sao? M là nghiệm mẫu, đúng. vậy m nằm ngoài, nằm ngoài nghĩa là nằm bên phía trái bên phía phải. Nằm ngoài là phải nằm phía trái hay Ừ, phía trái có nghĩa là m bé hơn hoặc bằng mấy? bé hơn hoặc bằng Số mấy đó, số mấy đó, khoảng đó đó. bé Bé, bé 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 hơn hơn hoặc bằng 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 một. 1. Ok, nhớ Ủa bài chưa? Nhớ bài đâu chưa? bằng Nhớ chưa? Đó, không m là bằng bé một hơn rồi bằng đúng. 1, con nhớ bài chưa? Được chưa? Dạ dạ Rồi, rồi. cái này con giải ra là m phải làm sao nữa? Nghịch biến là bé hơn không, xin lỗi Dạ con, là xin em lỗi, nghịch biến bé hơn không. M phải lớn hơn mấy? Lớn hơn trừ 3 đúng không Dũng? dạ đúng rồi. Rồi, lớn hơn trừ 3 và bé hơn hoặc bằng 1. Vậy mình đếm số nguyên coi. Số mấy nè? Trừ 2, Dạ. trừ 1, 0, 1, đúng không? Đúng không? Dạ. Đó, và tổng hết tất cả các Vậy số là nguyên bằng mấy? có 4 số nguyên. 4 số nguyên, nhưng mà ta hỏi là tổng các phần Ủa tử. Đọc kỹ đề. tổng tổng là trừ ba rồi là trừ hai thầy. À, ok, trừ 2. Rồi, tụi con hiểu bài này chưa? Bạn Tấn Dũng như là bạn mình đang học bài lại luôn nha. Phải nhớ nha Tấn Dũng, gần thi học kỳ này nha con. Rồi, các bạn khác hiểu bài này rồi, cho thầy con số 2 coi nè. Bài rất là căn bản luôn tụi con, nên con phải nhớ bài cho thầy. Rồi, ai hiểu thầy con số 2? Đình Cường đâu? Dạ em chết rồi thầy. À, ủa con chắc rồi hả? Thằng đã hiếp quên, xin lỗi con. Rồi, ok, tiếp tục bài 44. Bài 44 thầy mời bạn Trung Hiếu. Ủa Sao con? Sao sao? ủa là đề cương nó đề cương gì thầy? Ôn thi học kỳ 1 á. Ủa vậy là Đấy. khoảng mấy giờ con qua lấy được thầy? Học xong rồi con chạy qua, con đứng chạy qua con alo thầy một cái nha. Có số họ thầy không? Có số họ thầy không? Dạ bữa các bạn Zalo rồi. Hả? Dạ bữa các bạn Zalo rồi. À rồi rồi, ok. Phía
so với trục tung, thì có nghĩa là hai phía so với trục tung là trục hoành, là hoành độ nó trái dấu, đúng không con? Nghĩa là mình sẽ lập phương trình hoành độ giao điểm, và phương trình này phải có hai nghiệm phân biệt trái dấu, đúng không? Rồi bây giờ con lập phương trình thầy ra bao nhiêu Hiếu ơi? Dạ Mx thầy cho cộng 3, đúng không Hiếu? Đá qua luôn nè, m ra ngoài, x cộng 1 tất cả bình, hiểu không ra? Hiểu này không? dạ hiểu. À, rút m ra nhân tử chung, ra được x cộng 1, x cộng 1 kết hợp với x cộng 1 là x cộng 1 bình, đúng không con? Rồi, sau đó tụi con khỏi cần phải đặt điều kiện m x khác trừ 1 nha. Xin lỗi, quên, bài này phải hết sức cẩn thận luôn. X bằng trừ 1. Không cần, không cần đặt điều kiện đâu. Rồi, như vậy bình phương lên, thì ra kết quả là mx bình cộng 2mx trừ mx, bên này chuyển qua nha tụi con, cộng với 1 nhân m là m cộng với m trừ 3 bằng 0. Như vậy rút gọn ra là mx bình cộng với mx cộng với m trừ 3 bằng 0. Rồi, bây giờ để nó có hai nghiệm phân biệt mà nằm về hai phía so với trục tung thì a nhân c bé hơn 0, m nhân cho m trừ 3 bé hơn 0. Có nghĩa là m lớn hơn 0, bé hơn 3. Và mình có hai con số nguyên là 1 với 2. Hiểu bài chưa con? Ok. Dạ hiểu thầy. Rồi ok. Rồi các bạn khác hiểu bài này chưa nè? Rất là đơn giản, nằm về hai phía so với trục tung thì có nghĩa là phương trình hoành độ giao điểm và có hai nghiệm phân biệt trái dấu. Trái dấu là đã phân biệt rồi tụi con ha. Thầy nói cho nó rõ hơn thôi. Rồi bây giờ chúng ta hiểu rồi, cho thầy con số 1 coi. Câu 44. Rồi, đang ôn bài lại nên chúng ta phải cố gắng tích cực nha. Câu 45. Hiện tại là thầy đang giải đề số 4 thì bắt đầu vào bữa sau mình sẽ quay lại đề số 1 nha tụi con. Mình sẽ giải từ đề số 1 tới đề số 12. Do đó thầy có đề cương trước cho tụi con ở nhà rồi. Và do đó thầy sẽ sửa cho tụi con những cái câu nào mà nó rắc rối hoặc là nó đòi hỏi nhiều kiến thức, còn những câu dễ thầy sẽ lướt nhanh, được chưa nè, để mình sửa đầy đủ hết 12 đề. Bên cạnh đó mình còn học chương trình học kỳ 2 nữa, cho đó tụi con ở nhà vừa luyện đề thi học kỳ mà vừa cùng sửa với thầy. Giống như là khi chúng ta sửa đề thầy trao đổi với tụi con có những cái câu nào hay hoặc là tụi con có những cách nào hay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau, được chưa nè. Câu 45. Tìm tất cả giá trị m để cho phương để hàm số này có đúng ba đường tiệm cận. Thầy xin mời bạn Ngọc Dũng nè. Bạn này làm sao Dũng? Là tên thấy em có một tình cận ngang Đúng rồi, là một trường con cận ngang, lý do vì sao vậy Dũng? là với coi là với thầy là nhập mô lớn hơn nhập nhập Đúng rồi, một mô mô lớn lớn hơn hơn bậc tử bậc tử, nhỏ hơn bậc mẫu lớn hơn bậc tử, thì suy ra tiệm cận ngang là cái gì Dũng biết không? Nhớ không Dũng? là bằng không ạ. Mà không là trục gì vậy? Trục gì con? Không là Tăng đoạn ở trục tung. Tiệm cận ngang mà trục tung. Mở miệng ra thầy sẽ đọc liền á. con chưa trả lời mà Đâu như là hả? Thầy nghe rõ. Là trục gì? thành đó. Trục hoành. Là luôn luôn tiệm cận ngang bậc tử bé bậc mẫu, tiệm cận ngang là trục hoành. Rồi tiếp tục. Bây giờ tiệm cận đứng yêu cầu có 3 thì bắt buộc đứng phải có mấy? là đứng có hai Đứng có cho con 2, đứng có 2 mà mẫu là một phương trình bậc mấy? bậc 2 Rồi bên yêu cho cầu bên hai ta nghiệm lựa phân một gì? cục Hai nghiệm phân gì? hai nhận phân biệt Ứng với delta thì sao? là đứng delta lớn không Và điều điều kiện gì nữa? Phải khác điều với kiện nghiệm là tử. phải xác thích nhập từ Khác với nghiệm tử, vậy nghiệm tử là một đúng không con? là Rồi tụi con thế vào mẫu làm cho mẫu nó phải khác gì? thêm một Khác không? Khác không chứ. Khác không. X bằng 1 thế vô là 1, 1 là m, 1 là 2, vậy tính nhanh ra là m cộng 2 khác 0. Được chưa? Rồi tiếp tục là ở trên thẳng tay dương thì beta của mình là m bình trừ 4 lớn hơn 0 đúng không? M khác trừ 2. Vậy giải ra là hoặc m lớn hơn 2 hoặc m bé hơn trừ 2. Đã bé hơn trừ 2, lớn hơn 2, hiển nhiên khác trừ 2. Do đó điều kiện này không còn. Đáp án đúng là câu nào Dũng? là tôi sẽ Ok. Rồi các bạn khác đã hiểu câu này một cách kỹ càng chưa? Hiểu câu này chưa? Câu này rất là, thầy nói tụi con nha, những câu trong đề thi này thầy thấy
chưa có câu nào đòi hỏi tụi con phải suy nghĩ nhiều cả, vì nó toàn là bài cơ bản. Do đó bắt buộc dù tụi con có chưa hiểu thì thầy phải bắt buộc tụi con phải hiểu, về nhà phải học kỹ những câu này lại, vì tất cả những câu này thầy đã dạy ngay từ đầu năm rồi. Đó, ai hiểu rồi cho thầy con số 5. Cái mờ không phải khác không Khó, ừ. M khác 2 Tại luôn, sao tại vì M lớn hơn 2, M bé hơn trừ 2 là luôn luôn khác 2 rồi đó. Tại hiểu chưa? Alo Tài. là điều kiện À, ở đâu ra là nghiệm, phải nghiệm mẫu phải khác với nghiệm tử, con hiểu không? Khác với nghiệm tử đúng không? Có hai nghiệm phân biệt khác với nghiệm tử, ok chưa Tài? không kinh nghiệm mà cộng hai khác không Thì nó ở cái mẫu nè đúng rồi, là lấy cái nghiệm tử là bao nhiêu, nghiệm tử là bao nhiêu, nghiệm tử là bao nhiêu con? X bằng mấy? là Nghiệm một tử, cái tử là một, à, chia rồi số hiểu mẫu được chưa? rồi. Rồi ok. Tiếp tục câu 46. Câu 46 thầy con đọc đề cho thầy trong vòng 5 phút và suy nghĩ cho thầy nha. Câu 46 ngồi. À, hình chóp SABCD có đáy là hình vuông và cạnh bằng 2A. À, cạnh bằng 2A như vậy diện tích của mình là bằng 4 rồi này. Đúng không? Thể tích là 1 phần 3. SA bằng SB. Như vậy tam giác SAB chính là tam giác cân tại S. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng ABCD là một điểm nằm bên trong hình vuông. Và biết rằng khoảng cách từ điểm A cho tới mặt phẳng SBC là bằng như vậy chúng ta sẽ đi nha. rồi bây giờ chúng ta thấy là SA bằng SB mà tam giác tam giác cân. Hình chiếu vuông góc của S xuống mặt điểm nằm trong hình vuông. Biết rằng khoảng cách từ điểm A cho tới mặt phẳng SBC giờ làm sao ta? Bằng A giờ tính sao? Ai cho thầy cái cách làm coi nè. Thầy mời bạn Minh Đạt đi. Alo, Minh Đạt. Nói cái từ A điểm nói Đặt tới cao, mặt cho đặt cao đúng không con? Rồi đây là điểm A, điểm điểm H ha. Ok ha. Rồi. Làm sao nữa? Công dựng khoảng cách từ từ H. Rồi dựng sao? Dạ từ H vẽ vuông góc tới BC xong rồi nối S nó lại.
Xong rồi nói từ bé anh từ hát để luôn góc lên y gì thì có hát gì thì điều khiển cách đúng không? Rồi xong sao nữa? Sao ta? Đọc kỹ đề chút xíu. Đấy là hình vuông. Cạnh bằng 2. SA bằng SB. Hình chiếu A cos S xuống mặt phẳng ABCD điểm nằm trong bên trong hình vuông ABCD. Biết rằng khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC là bằng A nhỏ. Tính thể tích. Khoảng cách từ H bằng 1/2 khoảng cách từ A là thầy. Sao không 1/2? Nó là bất kỳ mà. Đang cần điểm nó đâu phải là tâm đâu. Nhưng mà SA với SB nó bằng nhau tạo nên để thôi chiếu xuống nó ở trên cái đường trung trung điểm của AB nối với trung điểm của CD. Sao ở trên đó hay vậy? Rồi, con giả sử như này. Nói đi coi, nói nghe coi. Con giả sử cái H là nó nằm cái khoảng cách từ H bằng 1 phần 2 khoảng cách từ A mà con làm nó bằng đầu tiên á, là mình sẽ lấy như thế nào nè. Đầu tiên là từ đây nè, thầy lấy số trung điểm mình đúng không con? Đúng không? dạ Rồi, nhưng mà đường này á thì mình sẽ nói là điểm điểm M. Đúng không? Thì con có dạ á là AB sẽ vuông góc với SM tính chất tam giác cân trung điểm. Gọi M là trung điểm của AB. AB vuông góc SM mà AB cũng vuông góc với SH nên suy ra AB phải vuông góc với MH đúng không? Cảm Đúng ơn không? Tương tự như vậy thì CD cũng vuông góc. Mình chưa biết được CD, SCD sao ta? Nó là hình con chứng minh được SCD là hình tam giác cân không? hỏi thầy là em chưa chứng minh được. MH như vậy là MH vuông góc với AB. MH song song như vậy suy ra H sẽ nằm trên đường trung bình đúng không con? H sẽ nằm trên đường trung bình MN kéo dài qua. Đúng không? Đó. H bắt buộc phải nằm nằm trên đường trung bình đúng không con? Thường Đúng không? H nằm trên đường trung bình. H nằm trên đường trung bình thì suy ra là khoảng
đường trung bình, nên từ đó thầy suy ra là EH kéo dài xuống thì H đóng vai trò sẽ là trung điểm đúng không con ha? Đúng không? Đường trung bình sẽ đường trung bình là chứng minh hơi lâu quá ha. Các bạn này SC bằng y do tam giác AD bằng tam giác FBC. tam giác nào con? Con kể ai? SAD bằng tam giác BC cạnh cạnh. Tam giác S gì? Đọc đọc to đọc to lên, tam giác gì? SAD bằng FBC. Thì sao bằng? SA bằng FB, BC bằng AD. Rồi xong sao nữa? Thì được cạnh SD bằng C. Ui, bảy 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 nó đâu SA bằng SB, BC bằng AD, mất có hai cái à cạnh cạnh nè, sao suy ra cạnh SC bằng SD được? Ủa nhớ bình thường chứng minh cả hai cạnh thôi mà Tào lao mày, tam giác chứng minh tam giác ba trường hợp là cạnh 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 góc cạnh góc cạnh góc mà. thầy. Ủa vậy hả? Trời Chết lộn rồi, từ từ bài này thấy gì chơi bài khó ha, hơi khó đó. Rồi bài này để thầy 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 thầy, thầy làm cho. Bài này để thầy làm, thầy giải xong thầy gửi cho mấy đứa. Rồi để mất thời gian chúng ta qua câu 47 nha. Bài này để tối tối thầy làm cho. Bài này suy nghĩ hơi nhiều quá nha. Bài này chứng minh hơi hơi lặt vặt nhiều quá. Đó, dựa trên cái nền thầy hướng dẫn tụi con tự làm nha, để thầy tối nay suy nghĩ. Rồi chúng ta câu 47. Cho hình trụ thiết diện qua trục hình chữ nhật có chu vi bằng 12. Thiết diện qua trục có hai kích thước là bằng cái gì tụi con? Thầy xin mời bạn bạn gì qua đây, bạn Thăng. Thiết diện qua trục của hình trụ là một hình chữ nhật, hình chữ nhật này có bao nhiêu kích thước trăng? Thăng, mấy con bị lỗi hả? Thầy mời bạn khác đi, thầy mời bạn Xuân Thảo. Tiết diện qua trục của hình hình trụ sẽ là một hình chữ nhật có kích thước nào nè Thảo? Thảo mất rồi ta. À, con nó không được luôn hả? Rồi thầy mời bạn bạn khác đi, thầy mời bạn Trung Hiếu đi. Dạ thầy, là hình chữ nhật mà thí dụ qua trục nó có là h với lại 2r. Đúng rồi. H chia 2R. Chu vi là gì Hiếu? Dạ 2 nhân cho hai cái đó cộng lại bằng 12. Rồi. Bằng 12 suy ra là H cộng 2R bằng Là bằng 6. rồi yêu cầu là thể tích lớn nhất của cái trụ. Cái bài này thầy đã dạy rồi đúng không, bữa bữa dạy lớp con á nhá. Dạ. Rồi nó sẽ bằng cái gì? Dạ con đưa thằng H về là 6 trừ cho 2R xong rồi. Đó nhân phân phối vô là trừ 2R mũ 3 cộng cho 6R đúng không con? R bình Dạ. cộng, nó tính ra được hai nghiệm, một nghiệm R bằng 0, một nghiệm R bằng 2 đúng không? Loại Dạ. được hai thế vô, hai thế vô cái này thì được là 4 2 4 8, đáp án là 8 bi. Ok ha. Rồi, ok Nhân Hiếu. Dạ thầy. Rồi ok. Có 48 được con, có 48 có bao nhiêu giá trị nguyên của M trong khoảng từ -20 đến 20 sao cho đồ thị hàm số này cắt trục khoanh tại 3 điểm phân biệt. À, một đồ thị hàm số muốn cắt trục khoanh tại 3 điểm phân biệt khi nào tụi con? Ai biết? Hàm số bậc 3 muốn cắt trục khoanh tại 3 điểm phân biệt khi nào, mấy đứa biết không này? Ai biết? Tài, mời Tài. Hàm số bậc 3 muốn cắt trục khoanh tại 3 điểm phân biệt khi nào con? Hình như là tức ăn Tức âm, cái gì âm? Bi cực đại.
nhân, y cực tiểu phải Y âm cực tiểu, tiểu, ừ đó em. nha, cắt thành ra ba điểm phân biệt tôi có học thuộc cái thầy luôn. Khi y cực đại nhân, y cực tiểu âm. Còn nếu mà muốn là tại vì cái bài này tụi con không xác định rõ ràng thì tụi con làm kiểu này, còn nếu rõ ràng thì con tính đạo hàm ra, con dùng bảng biến thiên nó hay hơn, đúng không nè? Đó, vô vào cái bây giờ mình sẽ nhìn bài này vô là mình sẽ xử lý như thế nào nè. Rồi bây giờ chúng ta coi nó có bao nhiêu cực trị. Dạng tính đạo hàm ra là 3x bình trừ m bằng 0. Như vậy x của thầy bằng m chia 3, một cái căn, một cái trừ. Rồi thế vô tính tung độ nha thầy ha. Thế vô m chia 3 căn m chia 3 trừ m nhân cho căn m chia 3 cộng 2. Một cái rút gọn nha, cái này một m giống nhau hết luôn, 1 phần 3 mà trừ 1 là trừ 2 phần 3 m căn của m phần 3 cộng 2. Còn cái dưới này á là thế vô là trừ m chia 3 căn của m chia 3 một cái nha, cái này cộng m căn của m chia 3 cộng 2. Như vậy nó sẽ bằng 2 phần 3 m. Xong chưa? Rồi thì con lấy hai cái này tích lại. Tích lại thì mình được hàng hàng đẳng thức rất là dễ. Thấy nó khó nhưng thật ra nó đơn giản này. Rồi, hàng đẳng thức cho tụi con, bé ăn không. Hàng thức vô là bình phương lên là 4 này, trừ này bình phương lên là 4 phần 9 này, cái này là m này bình phương này, cái này m bình là m mũ 3 nha tụi con, và cái này là chia 3 bé hơn 0, được chưa? Và thầy giải ra được là m mũ 3 cái này là 4 phần 27, rút gọn số 4 nha tụi con ha, rút gọn số 4 luôn nha tụi con. À, rút gọn số 4 còn 1 này. Như vậy m chia 27 1 trừ m chia 27 bé hơn 0. Như vậy suy ra m chia 27 lớn hơn 1. Vậy m mũ 3 lớn hơn 27. Giải ra m lớn hơn 3. M lớn hơn 3 thì mình nhận giá trị từ con số 4 cho tới con số 19. Vậy là 19 trừ 4 là 15 cộng 1 là 16. Vậy có 16 số. Đáp án D, 48D. Có đáp án này, 48D chính xác. 47 là B. 46 là coi đáp án là câu nào? 46 sẽ là câu A. Rồi, rồi con dựa vào đáp án trong trong đề cương các đáp án hết nha. Rồi, câu 49 cũng vậy. Thầy sửa câu 49 nữa. Rồi, tụi con chụp chụp màn hình sửa lại bài này cho thầy đi. Bài này nó phức tạp ở chỗ tính ra thôi. Câu 49. À, hàm số này đồng biến trên khoảng nào thì tụi con sẽ dùng đạo hàm cho thầy và xét nha. À, y phẩy sẽ bé hơn lớn hơn không, y phẩy là f phẩy u là f phẩy 3 trừ 2x nhân u phẩy có dấu trừ lớn hơn không, suy ra f phẩy u bé hơn không. Và mình thấy f phẩy của mình bé hơn không ở hai chỗ, đó là lớn hơn trừ 1 bé hơn 1, thế vô 3 trừ 2x và 3 trừ 2x đến khoảng lớn hơn 2. Được chưa? Và tụi con giải ra được kết quả. À, cái này 2x 4x x bé hơn 2. Cái này lớn hơn 1. Rồi, đáp án đúng có luôn con, đáp án A. Lớn hơn 1 bé hơn 2. Rồi. Tiếp tục câu 50. Tìm tất cả giá trị thực của m để cho bóc phương trình này có nghiệm thực. Tụi con thấy bóc thực có nghiệm thực khi nào mới được? Bóc phương trình này có nghiệm thực chỉ cần khi cái phương trình này nó có nghiệm là delta phẩy dương là xong. Delta phẩy của thầy là 1 trừ cộng trừ 3 lớn hơn 0. Vậy suy ra m sẽ lớn hơn 2. Đáp án là câu B. À, tại vì bóc phương trình này mà có nghiệm thì hiển nhiên x thì có nghiệm.
Muốn có nghiệm thì đanh tay phải dương, đúng không con? Đanh tay phải dương. Đó là một số điều thầy còn lưu ý mấy đứa cho trong cái đề này. Vậy tụi con tiếp tục về nhà suy nghĩ thầy cái đề tiếp, bắt đầu quay lại đề đầu tiên, đề Trần Khai Nguyên. Đề số 1. Và câu 46 để thầy suy nghĩ câu 46. Được chưa? Cái gì thầy sửa cho tụi con. Rồi hôm nay thầy cho con nghỉ sớm chút xíu nha, thầy đi công chuyện một cái nha tụi con. Rồi thầy chào mấy đứa nha. Dạ.